Rượu à? Cái đấy là rượu à? Vâng. À dạ vâng, xin chào tất cả quý vị quay trở lại với kênh Hoàng Đức TV của mình nhé. Hiện tại mình đang đi ghi hình mừng lễ mừng tân gia cho anh Tuấn nhỉ. Anh ơi. Hôm nay là anh ơi. Anh tên là Tuấn nhỉ? Anh Tuấn gì nhỉ? Anh Tuấn. Là anh Tuấn luôn à? À vâng vâng, đây nhé, chủ nhà đấy nhé quý vị nhé. Đây là chủ nhà nhé. Hôm nay là mừng tân gia anh ấy. Nhà thì rất là to, đẹp, nhưng mà do ngày hôm nay trời mưa cho nên là cũng có mắc dạp đàng hoàng, nhưng mà ở sân dạp thì sân đất mưa nó bẩn hết, xong rồi bây giờ sẽ chuyển hết mâm đi ra nhà hàng xóm để ăn nhờ luôn nhé quý vị nhé. Đây có những người thì họ ở xa không đến được, hoặc là kiểu như là họ không muốn ngồi ở đây ấy, thì họ sẽ đến đây họ thả phong bì, xong rồi họ sẽ cắt suất, có nghĩa là cứ 6 người một mâm thì họ sẽ lấy về nhà luôn. Đây này. Đấy, cắt suất luôn nhé. Đấy. Lấy về nhà luôn. Xong rồi mang về để cứ mỗi 6 người một mâm, 6 người một mâm cho một túi. Xong rồi mang về nhà luôn nhé quý vị nhé. Do thời tiết. Những ngày vừa rồi thì chúng ta rất mong một cái cơn mưa, nhưng mà ngày hôm nay thì mưa cả ngày luôn quý vị ạ. Mưa cả ngày luôn, không hết mưa luôn. Dạp thì ở đằng kia nhé quý vị nhé. Vừa nãy mình cũng có ra ghi hình ở dạp rồi. Thì do trời mưa này, mưa cả ngày luôn, mưa từ sáng giờ không hết mưa. Còn mâm thì sẽ được bày ở các cái nhà hàng xóm ở quanh đây của bà con, thì người ta cũng thương tình thì người ta sẽ, đây là quả nhà này còn bán tạp hóa nữa, còn phải dọn đi để bày mâm để ăn cỗ. Đấy, rất là vất vả. Nếu mà không mưa thì cũng không sao đâu. Đây, đường vào đây thì đường bê tông hẳn hoi, nhưng mà ở sân mắc dạp thì nó lại là sân ấy, sân đất, cho nên là hơi khó quý vị ạ. Hơi khó. Đây này. Quý vị ơi, đội múa thì đang trang điểm ở bên trong kia. Các chị em rất là xinh xắn luôn rồi. Đấy, đang ở trong nhà kia. Thì tí nữa thì sẽ không biết là sẽ múa ở đâu đây. Chắc là múa ở giữa đường này, vì múa theo kiểu dưới mưa luôn cho nó chất. Rất hay. Nó như thế này khéo lại, nó lại đem lại một cái kỷ niệm đáng nhớ cho gia chủ của chúng ta ngày hôm nay. Cũng như gia chủ của chúng ta ngày hôm nay thì làm cỗ mà gặp mưa thế này thì sẽ rất là may mắn mà tài lộc nhé quý vị nhé. Sẽ rất là tài lộc. Đấy. Hiện tại bây giờ là 10 giờ 15 phút rồi quý vị ạ. Đây. Bây giờ mình sẽ đi sang nhà bên này. Nhà bên này thì cũng ở trên này thì cũng bày mâm luôn. Do thời tiết cho nên là chúng ta sẽ phải chịu khó di chuyển. Mình đi quay phim thì cũng khá là vất vả quý vị ạ. Hiện tại mình đang đi chân đất, do hôm nay mình đi giày vào đây, cho nên bây giờ đi hỏi mua dép ở đây thì lại không có. Mượn dép thì mình cũng ngại, đến lúc người ta cũng cần phải đi thì lại khó. Đây. Đấy, trong tranh. Rồi, đây rồi. Ây. Ôi, xít ngã. Đây, không biết ở đây được bao nhiêu mâm đây. Quay mầm é ba. Ai dạ, ơi dạ. Đau chân quá. Ai dạ. Ba té. Ba nó mệt ba.
Ở đây được bao nhiêu mâm đấy anh? 20. 20 mâm à? Đấy quý vị ạ, thì mỗi nhà một ít, mỗi nhà một ít thì nó sẽ đỡ hơn. Kia, đây nhé mọi người nhé. Đấy, phía trước của chúng ta sẽ là một cái cánh đồng rất là tuyệt vời luôn. Sắp vào mùa gặt rồi. Ở cái dạp ngày hôm nay thì ở bên đằng kia nhé. Dạp ở bên kia. Kìa kìa. Dạp bây giờ bỏ không luôn rồi. Không dùng đến nữa. Do sân bãi, sân đất cho nên là không làm gì được. Bây giờ rút quân về hết. Mỗi nhà 10-20 mâm. Xong tí nữa đánh chén thôi. Xong lát nữa rượu chè, cơm no, rượu say xong rồi lại tập trung ở phía nhà mới kia để quẩy dưới mưa luôn quý vị ạ. À, như vậy thì sẽ hay hơn đấy. Hai. Cái đây kia đi cắt suất à hay sao đấy? Để con đi ăn. À. Đi 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 đi. Đi cẩn thận nó ngã đấy. Ô này xách đi à? Tưởng đi vào đây rồi. Em mang đi đâu đây? Hiện tại bây giờ là trời bắt đầu hưởng nắng rồi đấy quý vị ạ. Bắt đầu hưởng nắng rồi. Nhưng mà vẫn mưa nhé, vẫn mưa. Vẫn mưa vừa nắng luôn. Tại muộn quá rồi cho nên là không kịp để chúng ta có thể đợi bày mâm ở ngoài rạp kia. Vâng, hiện tại thì đã là 10 giờ, quên nhầm, 11 giờ 15 phút rồi nhé quý vị nhé. Cho nên là bà con cũng bắt đầu khách khứa các thứ là cũng bắt đầu tập trung về đây để ăn cỗ rồi. Hôm nay chúng ta sẽ khác với mọi ngày là sẽ không có cổng hoa ở đây. Và cũng như là sẽ không sẽ cái ban tiếp đón cũng như ấy ở bên gia đình gia chủ thì sẽ đưa mọi người đi từng nhà một để ngồi ăn. Đang thiết kế cái sân khấu nhé quý vị nhé. Thiết kế cái sân khấu để cho các chị em phụ nữ múa. Tính múa ở trong nhà nhưng mà trong nhà thì lại phải bày mâm cho nên là không có không gian. Giờ sẽ làm sân khấu ở ngoài này. Chủ nhà rất vất vả luôn. Giờ này rồi mà vẫn chưa được ăn mặc diện. Chuẩn bị nắng lên rồi đấy. Loa này. Chơi quả loa kéo này luôn. Đây. Khiêng sân khấu về rồi này. Vất vả lắm quý vị ạ. Mưa gió này rất là khổ. Sân khấu khiêng về đây rồi. Đây. Mà mọi người bắt đầu tập trung về đây khá là đông rồi. Đây trước cửa nhà sẽ làm một cái lễ. Nói chung là mình cũng không biết là nói là cái lễ gì nhưng mà mình sẽ nói qua cho mọi người hiểu nôm na là bởi vì ở trong xã này này, ở trong xã này mấy cái ở bản ở trên kia ấy thì có người ta mất thì bắt buộc mất cùng ngày với mình thì bắt buộc mình phải làm cái lễ này để cho chắc là cho họ ăn hay gì gì đó mình cũng không rõ lắm thì mình nói qua như vậy cho mọi người biết.
ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Sau nhiều năm tích lũy được một khoản tiền khá lớn, thì gia đình của chúng tôi ngày hôm nay cũng là tổ chức một chương trình tên Gia Lai Cáp và một ngôi nhà mơ ước lá ngược mọc lên tại bản Khoang, xã Bần Lập, Tân Tương của chúng ta ngày hôm nay. Mà gia đình của chúng tôi đã lựa chọn một ngày lành tháng tốt để chúng ta cùng ông chồng tổ chức trong buổi trưa ngày hôm nay. Kính mời tất cả để quý vị quan khách đã không quản ngại đường xá xa xôi cũng nhất bất chút thời gian nắng mưa của mình trở về đây tham gia tham dự. Thời tiết của chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay không ủng hộ tới toàn thể quý vị. Mong toàn thể quý vị hôm nay chúng ta cùng lượng thứ và thông cảm cho gia đình của chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay, bày cho các bạn tổ chức của chúng tôi, những người làm chương trình đến từ ban nhạc Cộng Hòa, xin chào tới toàn thể quý vị một lời kính chúc sức khỏe và lời chào thân thương nhất tới toàn thể quý vị. Xin kính thưa toàn thể quý vị, trong buổi trưa ngày hôm nay có thể nói rằng đúng là tình cảm hạnh phúc cũng như gia chủ của chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Với toàn thể quý vị, chúng ta hãy hướng mắt về ngôi nhà xinh xinh của chúng ta ngày hôm nay để đón chào tân gia chủ của chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Với ban tổ chức của chúng tôi xin được mời gia đình anh Tuấn cùng bạn bè cũng như gia đình anh chị em họ hàng của chúng ta ngày hôm nay, hãy tay trong tay chúng ta cùng tiến lên đến lại sân khấu ngày hôm nay để làm lễ ra mắt với toàn thể quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay. Với ban tổ chức của chúng tôi xin được trân trọng kính mời. Xin chào tất cả quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay. Bây hiện diện trên sân khấu ngay lúc này đây, đó chính là chủ nhân của căn nhà Tân Gia Lai Cáp ngày hôm nay, đó chính là gia đình anh Tuấn có địa chỉ tại Bản Khoang ngày hôm nay, để cảm ơn chân thành sâu sắc tới toàn thể quý vị đã không quản ngại đường xá xa xôi cũng như bất chấp thời gian vàng ngọc quý báu của mình trở ra về đây tham dự chương trình Tân Gia Lai Cáp của gia đình ngày hôm nay, để cảm ơn tới toàn thể quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay. Về ban tổ chức của chúng tôi xin mời lại gia đình của chúng ta ngày hôm nay, hãy nghiêng mình cúi đầu một cái thật sâu để cảm ơn tới toàn thể quý vị. Xin mời. Xin vâng kính thưa toàn thể quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay và lại gia đình của chúng tôi ngày hôm nay. Ta thường nói an cư thì mới lập nghiệp, thì muốn có cuộc sống sang trọng hơn thì gia đình của chúng tôi ngày hôm nay đã lao động không biết phấn đấu mệt mỏi ngày hôm nay, cũng đã tích lũy cho mình một khoản tiền khá là lớn, đã xây dựng nên một ngôi nhà mơ ước của mình đã được mọc lên tại bản Khoang, xã Bản Lầm, Thân Tương trong buổi trưa ngày hôm nay. Kính mời tất cả để quý vị cùng chung vui với gia đình ngày hôm nay. Và gia đình của chúng tôi đã được một ngày lành tháng tốt, đã được long trọng tổ chức trong buổi trưa ngày hôm nay, chính là ngày mùng 5 tháng 6 năm 2023, được long trọng tổ chức tại gia đình anh Tuấn Bằng Khoang trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị quan khách ngày hôm nay. Với ban tổ chức của chúng tôi không để toàn thể quý vị phải chờ đợi thêm một vài phút nào nữa, ban tổ chức của chúng tôi chính trong tuyên bố buổi lễ Tân Gia Lai Cáp cho gia đình anh Tuấn Bằng Khoang chính thức được bắt đầu. Nào, ra mắt chào tay thật lớn cho toàn thể quý vị. Cảm ơn các toàn thể quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, toàn thể quý vị chúng ta, đúng là thời tiết của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay, dù một chút nắng, một chút mưa, một chút tình cảm của toàn thể quý vị cũng là trên toàn thể quý vị về chung vui cùng với gia đình, đúng là dùng những bước cầm thân mật tại gia đình chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Có gì mong toàn thể quý vị chúng ta cùng được thứ và thông cảm cho gia đình của chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Và sau đây ban tổ chức của chúng tôi xin mời lại gia đình của chúng tôi sẽ có những lời phát biểu cảm ơn chân thành tất cả để quý vị quan khách trong buổi trưa ngày hôm nay. Về ban tổ chức của chúng tôi xin được trân trọng kính mời.
Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay cảm xúc thì có rất là nhiều nhưng mà không thể thốt lên bằng lời. Vậy ban điều chiết của chúng tôi xin được thay mặt cho gia đình ngày hôm nay xin lỡ lời cho lại gia chủ của chúng tôi vài lời. Xin đỡ đỏ, xin ăn phương ải, phương em, phương tì, phương nông, phương bò, phương mẹ, cờ bà má đỏ, sương mà đi, chú hân, sung bù, sung đoàn qua, cờ nhân, kém ba hà lầy, cờ bà má rú tay hoa, tay xin đỡ cờ mày ló tó khát, cờ bà má khay mẹ đi đỡ cờ trắng kém lầy, ngân phải lại hồi, cờ bà má trắng mắt tẳng cánh, lầy làng hân nên khăn trăng. Trắng đầy hà lại mười đi bên trần mười sắn bên chép bì chết bần mà mười lẹp chết ngăn trắng cáo mới họp mũ lúng phùng bà giữ lại bản lại vương mười đi và cứ nhắc bất chút thời gian thấy năm lừa sửa lì vì vừa trần ba bia bản bất trà bia hay bia nát có ủ mười đi và cứ mắt tùng mắt tung có đôi tôi xuống cõi cửa bà mỡ chưa gắng xuống cõi cửa vẫn mỹ sẵn bên xưa cửa cho láng ít khẩu mỹ ngay xứ hà ba chừng xương một ải im cửa bà mỡ trắng mềm chắc bền cửa bà hoặc chắc khẩu chắc ngay cửa xe đẹp kẹp bàn é xuống cõi cửa vẫn mỹ sẵn cảm ơn hoặc là tất ải tất im mê đi và xứ hay xứ nồng xứ nam mỹ bà tổ mẫu cửa bà điên đu tẩu ở mắt nhảy sùng dao cửa bà mỡ nọ và phú ma bàn nơi gảy quê to còn bùn cú má phùng nó lẩy quấy to khảm cắn cú má cung nó lẩy quấy có hàm cú má khảm nó lẩy phát khí cà phường xiềng nó là mà mới lừa hầy xúc khỏi khi tăng hình cây phần bất xuất bơ hút tún này nơi thì nồng nơi. Dạ vâng, kính thưa là để quý vị ngày hôm nay và trên lễ lại sân khấu ngày hôm nay này bài bắt tổ chức của chúng tôi cảm ơn toàn thể quý vị chúng ta trong buổi chiều ngày hôm nay. Bài bắt tổ chức của chúng tôi xin mời lại gia đình của chúng ta ngày hôm nay dù thời tiết ngày hôm nay chúng ta rất là mưa rất là nhiều láng nhé là gia đình của chúng tôi đã tổ chức ở bên phong rào bên kia nhưng mà thời tiết không ủng hộ cho nên là gia đình của chúng tôi cũng long trọng tổ chức tại căn nhà luôn. Với ban tổ chức của chúng tôi xin mời đại gia chủ của chúng ta ngày hôm nay sẽ trở về với toàn thể quý vị đoàn khách của chúng ta tình nhà ngày hôm nay để chúng ta cùng nâng ly, để chúng ta cùng mời rượu mời chè các toàn thể quý vị đoàn khách ngày hôm nay. Với ban tổ chức của chúng tôi xin được trân trọng kính mời.
We'll be right back.